Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Thì mình thấy là một trong những cái vấn đề mà các bạn thường hỏi mình nhất cũng như là gặp phải nhất, đó là các bạn khi mà các bạn vào lệnh ấy, thì các bạn không biết là đặt stop loss như thế nào. Đó, thì đây cũng là một cái vấn đề rất là nan giải mà mình nghĩ là các bạn sẽ cần phải tìm ngay ra phương án giải quyết, bởi vì stop loss là một cái vô cùng quan trọng, một cái mà các bạn đều phải nắm được và phải thực hiện khi mà các bạn giao dịch, dù là các bạn giao dịch theo cái phương pháp nào thì cái stop loss nó sẽ là cái quyết định xem là các bạn có biết cách quản lý vốn hay là không. Đó, thì mình đã có rất là nhiều lần chia sẻ với các bạn về những cái video về quản lý vốn rồi, cũng như là trong những cái video đó thì mình đều nhắc nhở các bạn phải đặt stop loss cho những cái giao dịch của các bạn. Tuy nhiên thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người 5 cách để mà các bạn có thể lựa chọn cho mình được một cái stop loss phù hợp với cả cái cách đánh cũng như là cái phong cách trade cũng như là cái số vốn của bạn. Thì mình hy vọng là các bạn có thể chọn được một cách trong số 5 cách này. Bản thân mình thì đều đã thử qua 5 cái cách đặt stop loss này và mình cảm thấy đều là những cái cách stop loss rất là hiệu quả. Và các bạn hãy thử nghiệm, mình nghĩ là các bạn nên thử nghiệm cả 5 cách và tìm ra cho mình một cho đến 2 phương pháp phù hợp và hiệu quả nhất. Đối với các bạn nào mới theo dõi kênh YouTube của mình thì các bạn có thể tham gia vào cái nhóm Telegram, thì đây là cái nhóm mà chuyên sâu về tín hiệu cũng như là về phân tích kỹ thuật. Và mình mở ra cái nhóm này để với cái mong muốn là mọi người có một cái môi trường để mà trao đổi về cái công việc trading. Thì cái nhóm này là cái nhóm hoàn toàn free. Các bạn nếu như các bạn chưa biết cách về giao dịch hoặc là các bạn có những cái vướng mắc gì, các bạn có thể vào đó và hỏi những cái admin hoặc là hỏi mình sẽ trả lời cho các bạn. Và cái hướng dẫn đăng ký thì mình sẽ để cái phần mô tả của video. Nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể tham gia vào cái nhóm này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay. Bất cứ cái trader nào mà các bạn muốn tồn tại lâu ở trên thị trường thì các bạn sẽ cần phải biết được cái tầm quan trọng của stop loss là như thế nào. Thì đây sẽ là một cái mức giá mà các bạn sẽ phải quyết định trước khi mà các bạn vào lệnh. Và các bạn phải xác định được là cái mức dừng lỗ khi mà giá đi ngược với cả cái xu hướng mà chúng ta dự đoán để chúng ta bảo vệ cái tài khoản của chúng ta. Và cái mức stop loss sẽ linh hoạt và tùy vào cái khả năng cũng như là mục tiêu của tùy từng người. Các bạn có thể thấy là những cái nhà đầu tư mà lướt sóng thì họ sẽ cần một cái mức dừng lỗ đủ rộng để có thể tránh được những cái tín hiệu nhiễu từ thị trường. Hãy nhìn vào cái chart lộ trình này thì đây là một thị trường đang trong cái xu hướng tăng. Và các bạn có thể dễ dàng nhận thấy ở đây thì ta đang có cái mô hình là mô hình cờ tăng, đúng không ạ? Và cơ hội vào lệnh của các trader khi là khi giá bắt đầu phá vỡ mô hình và sự retest lại của giá càng làm tăng cái sự chắc chắn về xu hướng uptrend của thị trường. Với những cái nhà đầu tư ngắn hạn ấy, thì mức stop loss trong trường hợp này có thể được đặt ở mức là 12.178 đô la. Bởi đây là thanh nến đã phá vỡ mô hình và giá khó có thể quay lại cái mức kháng cự mạnh này. Tuy nhiên thì các bạn có thể lựa chọn cái mức stop loss rộng hơn ở dưới swing low gần nhất tại cái mức giá là 12.122 đô la. Cả hai phương án này thì đều đúng, tùy vào mục tiêu mà cái mức stop loss sẽ được đặt sao cho phù hợp. Dù bạn là những người mới tham gia hay là các bạn là những người đã có kinh nghiệm thì stop loss luôn luôn là cái yếu tố không thể thiếu để mà các bạn có thể giao dịch được. Và để hỗ trợ các bạn xác định được cái điểm stop loss hợp lý nhất ấy, thì mình sẽ đưa ra cho các bạn 5 cái chiến thuật stop loss mà mình cảm thấy là vô cùng hiệu quả và hy vọng là các bạn có thể áp dụng chúng khi mà các bạn giao dịch với cái tài khoản của các bạn. Chiến thuật đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là sử dụng đường trung bình động để mà chúng ta đặt stop loss. Thì đây là một cái công cụ rất là quen thuộc đối với các trader. Tuy nhiên thì ngoài khả năng xác định được xu hướng của thị trường thì các bạn hoàn toàn có thể xác định được mức stop loss dựa trên cái công cụ này. Khi mà sử dụng MA thì mình sẽ lựa chọn cái mức stop loss nằm ở phía đối xứng đường MA so với cái điểm vào lệnh đã xác định trước đó. Để mà hiểu rõ hơn về chiến thuật này thì các bạn có thể quan sát ví dụ sau. Với điều kiện thị trường như các bạn có thể thấy thì điều mà các nhà đầu tư chờ đợi là cơ hội cho một cái lệnh buy khi mà giá cắt lên trên đường MA. Mình sẽ vào lệnh tại cái mức giá là 11.465 đô la khi mà nến tăng hoàn toàn nằm trên đường MA như thế này, cho thấy là sự bắt đầu của một cái xu hướng tăng. Sử dụng chiến thuật đặt stop loss với cả đường MA và cái mức dừng lỗ thì nên được đặt bên dưới đường MA, ở phía đối diện so với điểm vào lệnh tại cái mức giá là 11.409 đô la. Nếu bạn nào mà theo dõi thường xuyên thì những cái video của mình thì các bạn có thể sử dụng cái chiến thuật trailing stop để mà có mức dừng lỗ sát với những cái biến động của giá hơn. Điểm đặc biệt của trailing stop là có thể được sử dụng vừa để cắt lỗ mà vừa để chốt lời. Các trader sẽ thường sử dụng MA như một công cụ tuyệt vời để mà áp dụng cho cái chiến thuật này. Các bạn sẽ điều chỉnh cái mức stop loss bám sát theo sự di chuyển của đường MA và chúng ta sẽ thoát lệnh ngay khi mô hình giá có cái sự phá vỡ đường trung bình động MA. Với các giao dịch này thì đường MA đóng cái vai trò là như là mức kháng cự và hỗ trợ, và các bạn sẽ chốt lời khi mà giá phá vỡ mức kháng cự và hỗ trợ đó.
Với trailing stop ấy, thì các bạn có thể bán sát mức dừng lỗ theo diễn biến giá trên thị trường để mà đảm bảo được cái lợi nhuận tối ưu nhất. Quay lại áp dụng với thị trường thì các bạn có thể sử dụng trailing stop trong cái trường hợp này. Mức dừng lỗ sẽ di chuyển theo đường MA và luôn đảm bảo cho các trader mức lỗ theo sát cái sự chuyển động của giá. Tại vị trí giá cắt qua đường MA như các bạn có thể thấy ở đây, lệnh này thì sẽ bị đóng tại cái mức giá là 11.714 đô la. Bởi vì chúng ta rời stop loss theo cái sự di chuyển của đường MA, nên là khi thị trường biến động mạnh và quay đầu giảm thì lệnh của chúng ta vẫn có một cái khoản lãi nhỏ chứ không mất hết. Còn nếu như các bạn để stop loss cố định như lúc ban đầu thì lệnh này sẽ tốn của bạn rất nhiều thời gian vì sau đó giá di chuyển rất nhịp nhàng mà không rõ xu hướng. Câu hỏi mà nhiều bạn băn khoăn ấy, đó là nên sử dụng đường trung bình động nào để mà có thể đặt stop loss một cách hiệu quả nhất. Thì cái đường MA cũng có thể được sử dụng để mà đặt stop loss. Nhưng mà theo mình ấy, thì hai cái đường trung bình động mà các bạn nên sử dụng đó là SMA 20 và EMA 20. Thì đường EMA 20 với cái đặc điểm là bám sát theo cái sự dịch chuyển của đường giá thì sẽ phù hợp hơn cho những cái giao dịch ngắn hạn trên khung thời gian nhỏ. Với đường SMA 20 thì có độ trễ nhất định so với chuyển động của giá và sẽ giúp cho các nhà đầu tư lướt sóng lâu hơn theo xu hướng của thị trường. Có một cái lưu ý cho các bạn đó là không nên sử dụng chiến thuật này khi mà thị trường đang trong vùng sideways. Khi mà thị trường sideways thì đường trung bình động và đường giá gần như không có sự tách biệt, khiến chiến thuật này sẽ không phát huy được tác dụng cách tốt nhất. Cách thứ hai mà các bạn có thể đặt stop loss đó là các bạn sử dụng những cái đỉnh và đáy của sóng trước đó. Với chiến thuật này thì các bạn sẽ tận dụng những cái đỉnh và đáy được hình thành trước đó để mà đặt stop loss và thoát lệnh ngay khi giá phá vỡ đỉnh hoặc đáy đó. Các swing trong ngày hoặc là ngày hôm trước đều có thể được sử dụng. Các giao dịch này dựa trên lý thuyết Dow và các bạn sẽ thấy là thị trường ở trong một cái xu hướng tăng khá là lâu nếu giá liên tục tạo đỉnh và đáy cao hơn. Với hiện tượng này thì các trader có thể thực hiện thao tác rời stop loss theo những cái swing dựa trên quan điểm về hành vi giá. Mình sẽ phân tích ví dụ sau để mà các bạn nắm rõ hơn. Như các bạn đang thấy thì thị trường đang trong khung H1 có cái dấu hiệu breakout khỏi cái trạng thái sideways. Nếu như sự phá vỡ diễn ra thành công thì một cái xu hướng tăng giá mạnh có thể xảy ra, bởi khi quan sát thị trường trong khung thời gian lớn hơn như là D1 thì các bạn có thể đưa ra được cái nhận định về cái sự uptrend này. Mình sẽ chờ sự xác nhận chắc chắn hơn khi mà giá bắt đầu retest lại cái mức kháng cự mà nó đã phá vỡ trước đó. Đây có thể là tín hiệu cho các trader chuẩn bị cho một cái giao dịch của mình. Mình sẽ đặt cái lệnh buy tại cái giá đóng cửa của thanh nến tăng xuất hiện khi mà sự phá vỡ xảy ra. Mức entry sẽ ở mức là 11.441 đô la và mức stop loss ban đầu mình sẽ để là 11.267 đô la dưới mức kháng cự mà giá đã test lại. Các bạn có thể thấy giá đang liên tục tăng đúng như xu hướng mà mình dự đoán ban đầu. Mình sẽ thực hiện cái thao tác là rời stop loss lên các mức cao hơn dựa theo các đáy đã được tạo ra trước đó. Thị trường sẽ có đủ điều kiện thuận lợi để mà mình có thể rời stop loss. Các swing high và swing low được tạo ra có cái xu hướng là tăng lên. Khi đáy mới được thiết lập thì mình sẽ rời stop loss xuống dưới đáy trước đó. Như các bạn có thể thấy ở đây là các mức stop loss mới lần lượt được đặt ở cái mức là 11.638 đô la, 11.822 đô la và 12.098 đô la. Với việc rời stop loss như vậy thì các bạn có thể thu được lợi nhuận với lệnh này ngay cả khi thị trường bất ngờ quay đầu giảm hoặc là chạm vào stop loss của các bạn. Một cái chiến thuật dừng lỗ nữa cũng rất là hay, đó là các bạn có thể sử dụng Fibonacci. Với công cụ này thì các bạn có thể có một cái mức dừng lỗ khách quan hơn so với cái chiến thuật sử dụng swing hay là đường MA trước đó. Sau khi mà đã vẽ được Fibonacci thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái mức stop loss tiềm năng đã được xác định sẵn, và thường thì các bạn sẽ đặt stop loss ở cái mức Fibonacci tiếp theo. Mình sẽ sử dụng ví dụ thực tế để minh họa cho cái chiến thuật này. Bước đầu tiên đơn giản chỉ là tìm kiếm một cái biến động mạnh rõ nét trên thị trường. Như các bạn có thấy ở đây thì một cái sự tăng giá mạnh mẽ. Nếu kiểm tra thêm ở khung giờ lớn hơn thì các bạn có thể thấy là thị trường vẫn đang thể hiện một cái xuồng tăng. Cơ hội để mà chúng ta vào lệnh là khi mà thị trường có một cái đợt giảm giá. Mình sẽ vào lệnh nếu như giá chạm đến ngưỡng Fibo 0.5, bởi đây là một cái mốc giá khá mạnh và có cái khả năng cao là giá sẽ quay đầu. Mình sẽ vào lệnh sell ở cái mức giá là 11.722 đô la, trùng với vị trí Fibo 0.5 và kỳ vọng giá sẽ tiếp tục quay lại di chuyển theo cái xuồng tăng. Áp dụng cái chiến thuật stop loss với Fibonacci thì mình sẽ chọn stop loss dựa trên cái mức Fibonacci tiếp theo đó là 0.618, hoặc các bạn có thể đặt stop loss tại ngay mức này khi mà giá rơi vào khoảng 11.712 đô la. Tuy nhiên thì mình sẽ thường khuyến khích là đặt stop loss xa hơn so với mức này để mà không bị thị trường điều chỉnh hoặc là quét stop loss của các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy ở trong trường hợp này thì sau cái lệnh entry mà mình đã đặt thì giá đã có một cái cú pullback giảm xuất hiện ngay sau đó. Tuy nhiên thì swing low của cú pullback này vẫn chưa thể nào chạm đến mức là 0.618. Cái mức stop loss đã được đặt vẫn được duy trì. Ngay sau đó thì giá đã quay trở lại cái xuồng tăng như là mình đã kỳ vọng.
Chiến lược thứ tư mà mình muốn các bạn nắm được đó là sử dụng điểm xoay hay còn gọi là pivot point. Giống như chiến thuật sử dụng Fibonacci mà mình đã trình bày ở trên thì pivot point cũng hỗ trợ các trader xác định một cách khách quan mức stop loss cụ thể thay vì là phải tự xác định mức stop loss như hai chiến thuật đầu. Trong chiến thuật này thì các bạn sẽ đặt stop loss dựa trên các mức hỗ trợ kháng cự đã được công cụ xác định sẵn. Chúng ta sẽ chờ cho giá phá vỡ một cái ngưỡng kháng cự hoặc là hỗ trợ của pivot point để mà vào lệnh. Nếu mức stop loss thì sẽ đặt tại mức hỗ trợ kháng cự tiếp theo. Các bạn có thể theo dõi cụ thể hơn trong ví dụ sau đây, thị trường đang trong một cái xuồng tăng. Ở đây thì mình nhận thấy là giá có sự phá vỡ đường trung tâm của pivot point và đây sẽ là cơ hội tốt để có thể tìm kiếm lợi nhuận theo cái xu hướng của thị trường. Mình sẽ lựa chọn điểm vào lệnh sau khi mà sự retest kết thúc vào cái khoảng giá là 11.945 đô la. Dựa theo cái chiến thuật đặt stop loss, mức dừng lỗ sẽ được đặt tại cái đường hỗ trợ gần nhất ở cái mức giá là 11.660 đô la. Và các bạn có thể thấy là giá tiếp tục cái xu hướng tăng mạnh mẽ và cái mức stop loss vẫn đang được duy trì, đảm bảo lợi nhuận cho cái lệnh này. Và cuối cùng là các bạn có thể đặt stop loss với công cụ đo cái sự biến động của giá hay volatility indicator. Những cái công cụ này thì điều chỉnh sát theo những cái diễn biến của thị trường và hoàn toàn có thể được sử dụng để cho các bạn một cái mức stop loss an toàn. Một số những cái công cụ mà các bạn có thể lựa chọn đó là Bollinger Band, ATR hay là Parabolic SR. Mình sẽ nói về công cụ Bollinger Band, một cái công cụ mà mình cũng hay sử dụng và các bạn có thể nhìn thấy ở đây là với Bollinger Band thì mình có thể xác định được cái điểm dừng lỗ dựa vào hai giải biên của công cụ này. Bên trên sẽ thích hợp để mà đặt stop loss cho những cái lệnh sell và band bên dưới thì sẽ là mức dừng lỗ hợp lý cho những cái lệnh buy. Và các bạn có thể thấy rõ như ví dụ mà mình vừa mới thể hiện ở trên màn hình này. Ok, đó là toàn bộ những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video ngày hôm nay. Thì hy vọng là sau video ngày hôm nay với 5 cái phương thức mà các bạn có thể dùng để mà đặt cái stop loss thì các bạn có thể chọn ra cho mình được những cái phương pháp phù hợp với cả cái phong cách trade của các bạn nhất. Các bạn có thể comment ở bên dưới cho mình biết là hiện tại các bạn đang đặt stop loss dựa theo cái phương pháp nào để chúng ta có thể trao đổi, đúng không ạ? Trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục có những cái video để mà chia sẻ với mọi người về những cái phương pháp đặt stop loss hoặc là những cái phương pháp để các bạn có thể chọn ra được những cái điểm take profit phù hợp. Thì mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là những cái chủ đề mà các bạn sẽ rất là quan tâm. Thì hy vọng là các bạn sẽ đón xem những cái video này. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video và xin hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào.